Alo, như nào? Nay lên con S10 giá tầm 4x cho anh em tham khảo như này mình. Xe này riêng nguyên bản luôn nha nè. Lắp còn nổ đây. Giá 47 hay 5 ha. Nắp nồi bên đây nha em ha. Quay kỹ cho anh em coi. Thấy nồi lau lau ẹt dặn đi, lau sơ cho sạch đi. Tính giữa lên đàng hoàng, vậy chứ quay ô dắt vô đi, để vậy sao mà quay được? Hai chìa xịn vậy nè, hai chìa này theo xe luôn á. Xe này áo dán keo á, áo dán keo á. Giờ anh em mở keo ra. Rồi, ok. Giá này là quá tốt rồi nha anh em. Giá cũ là 49 ha. Em sửa lên 47 ha để cho anh em dễ xài ha. Nói chung ngạch 10 thì rất là hot nha anh em ơi. Đối với chiếc xe như thế này thì giá này thì hợp lý lắm rồi đó. Anh em muốn ủng hộ thì liên hệ cửa hàng nha anh em. Rồi, xin cảm ơn.